Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tin học lớp 6 bài số 1 nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài số 1 mời sao học không tin và dữ liệu nhé. Sau bài này em sẽ nhận biết được sự khác nhau giữa không tin và dữ liệu. Nhận biết được không tin và hoặc mang tin. Nêu được ví dụ minh họa mối quan hệ giữa không tin và dữ liệu. Nêu được ví dụ minh họa tầm quan trọng của không tin. Trong cuộc sống hàng ngày em thấy những con số, những dòng chữ, những hình ảnh trong sách. Em nghe thấy được tiếng chim hót, tiếng xe cộ đi lại trên đường. Tất cả những thứ đó được các giác quan của em thu nhận và xử lý. Và não xử lý để trở thành những hiểu biết của em về thế giới xung quanh. Một nhỏ không tin về dữ liệu. Như vậy là thấy gì biết gì. Em hãy đọc đoạn nhân sau và cho biết. Bạn Minh đã thấy những gì và biết được điều gì để quyết định nhanh chóng qua đường nhé. Như vậy là trên đường đi từ nhà đến trường thì mình phải đi qua nhiều ngã tư đông đúc. Để đi qua các ngã tư này, mình phải chú ý quan sát cái đèn giao thông. Khi thấy đèn có màu xanh theo hướng di chuyển của mình và các xe bên chiều đèn đỏ dừng lại hẳn, mình biết có thể đi qua đường an toàn và quyết định nhanh chóng qua đường trước khi đèn chuyển sang màu đỏ nhé. Như vậy là bạn Minh sẽ là thấy cái đèn giao thông. Nếu mà đèn xanh thì đi qua đường và mình phải chú ý là cái xe bên chiều đèn đỏ phải dừng hẳn và mới bắt đầu qua, đúng không? Giờ như vậy là trong đoạn văn ở hoạt động 1, bạn Minh đã thấy đèn giao thông đổi sang màu xanh và các xe chiều đèn đỏ đã dừng lại. Nhờ đó Minh biết được có thể qua đường an toàn. Những gì Minh thấy là dữ liệu, điều Minh biết là không tin. Và đèn giao thông khi đó gọi là hoặc mang tin. Ta xét một ví dụ khác. Bạn An xem một dự báo thời tiết trên TV. An thấy các con số, dân bản, hình ảnh của thanh. Đó là những dữ liệu nha. Còn bạn thấy hôm nay trời nắng. Điều An biết là không tin. Những hiểu biết của chúng ta đều có được từ sự lắng nghe, quan sát và trải nghiệm. Giờ mối quan hệ giữa không tin và dữ liệu. Vì dữ liệu đem lại không tin nên đôi khi dữ liệu cũng được khai bằng không tin. Chẳng hạn hoặc chứa dữ liệu còn được gọi là hoặc mang tin. Một ví dụ khác là máy tính chỉ xử lý dữ liệu, nhưng đôi khi người ta cũng nói là máy tính xử lý không tin. Tuy vậy, không tin và dữ liệu vẫn có những điểm khác nhau. Với bạn An, khi đọc dữ liệu cho bạn tin dự báo thời tiết thì sẽ hiểu được không tin. Hôm nay trời nắng. Tuy nhiên, với một em bé 5 tuổi chưa đọc được bản tin dự báo thời tiết thì dữ liệu thời tiết không có ý nghĩa. Khi đó với em bé, dữ liệu đã cho không đem lại không tin. Vì vậy sự hiểu biết mà không tin đem lại luôn phụ thuộc vào người tiếp nhận không tin đó nhé. Giờ một trung tâm dịch vụ muốn truyền đạt không tin đến khách du lịch. Giá vé đi ra đảo Cò là 40.000 đồng. Qua hành trình mất 35 phút bằng xuồng máy. Họ đã viết lên bảng là đảo Cò xuồng máy 40.000 đồng 35 phút. Những con số và chữ trên bảng là dữ liệu, còn tấm bảng là vật mang tin nhé. Giờ không tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và chính bản thân mình. Không tin được ghi lên vật mang tin và trở thành dữ liệu nhé. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, những văn bản, hình ảnh và âm thanh. Hoặc mang tin là phương tiện được lưu trữ, được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin, ví dụ như là giấy viết, đĩa CD và hạt nhớ. Như vậy là không tin là đem lại hiểu biết cho con người thế giới xung quanh, đúng không? Không tin được ghi lên hoặc mang tin thì sẽ trở thành dữ liệu, đúng không? Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, những văn bản, hình ảnh và âm thanh. Hoặc mang tin là cái phương tiện để lưu trữ thông tin, như là mình có thể viết trên giấy, đúng không? Như vậy giấy chính là hoặc mang tin. Mình có thể lưu dữ liệu trên CD thì để CD chính là vật mang tin. Có thể lưu dữ liệu lên hệ nhớ thì hệ nhớ chính là vật mang tin nhé. Giờ tiếp theo là một câu hỏi. Em hãy ghép mỗi mục ở cục A với mục ở cục mục phù hợp ở cục B nhé. Như vậy mình sẽ chọn một như vậy là bên đây là A, B, mình sẽ nối lại cho phù hợp nhé. Như vậy số 1 là không tin, 2 là dữ liệu, 3 là vật mang tin. Như vậy là câu A là các số văn bản hình ảnh và âm thanh.
Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và chính bản thân mình. Và C là vật chứa dữ liệu. Như vậy là như mình sẽ nói số 1 chính nào. Như vậy số 1 mình sẽ nói chứ là không tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và chính bản thân mình. Như vậy là nó với câu về nhé. Đúng. Tiếp câu câu 2. Theo 2 là dữ liệu. Dữ liệu chính là các số văn bản, hình ảnh và âm thanh nha. Chính là dữ liệu nha. Đúng. Còn vật mang tên chính là vật chứa dữ liệu bên trong. Đúng. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là câu số 2. Mỗi dòng sau đây là không tin hay dữ liệu. Như vậy mình sẽ có là 16 giờ nè. Đây là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giờ hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy mình thấy là 16 giờ sẽ là dữ liệu. Đúng này. Và 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cũng là dữ liệu. Giờ hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại này. Chính là không tin nhé. Là không tin. Đúng này. Giờ tiếp theo, hai nhỏ tầm quan trọng của không tin. Bài học lịch sử về chiến dịch Điện Biên Phủ có nhiều không tin về địa điểm, thời gian và diễn biến trận đánh. Qua đó em biết được tinh thần dũng cảm của quân và dân ta, biết được truyền thống chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Vì vậy không tin đem lại hiểu biết cho con người. Chuẩn bị đang đi sang nhà bạn Minh để học nhóm. An nghe mẹ nói là trời sắp mưa đấy nhé. Không tin đó làm cho An quay vào nhà cầm theo chiếc ô. Như vậy ta thấy không tin có khả năng làm thay đổi hành động của con người nhé. Như vậy mình sẽ có hai ghi nhớ nhé. Không tin đem lại hiểu biết cho con người. Mọi hoạt động của con người đều càng đến không tin. Không tin đúng giúp cho con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả. Giờ tiếp theo là hỏi để có thông tin. Lúc em sắp tổ chức một buổi dạ hội, hãy thảo luận nhóm để đưa ra các câu hỏi giúp em tìm thông tin để chuẩn bị cho buổi dạ hội đó nhé. Giờ như vậy mình xem bạn Bình sẽ tìm thông tin về phong cảnh để lập kế hoạch chụp ảnh nhé. Còn bạn Khoa sẽ tìm thông tin về các trò chơi để quyết định chơi trò nào. Còn bạn Dung sẽ tìm thông tin thời tiết để biết nên chuẩn bị trang phục như thế nào cho phù hợp. Còn Minh sẽ tìm thông tin về các di tích lịch sử để tham quan. Còn bạn An thì sẽ tìm thông tin về những món ăn nhẹ để chuẩn bị mang theo nhé. Đúng. Giờ như vậy là để có thông tin thì mình có thể hỏi. Các em có thể là tìm thông tin trên internet cũng được đúng không? Hoặc là mình có thể hỏi những người lớn, những người có hiểu biết về cái vấn đề đó đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp phần luyện tập nhé. Bé 1.1 cho biết là lượng mưa trung bình hàng tháng theo đơn vị là mm của hai năm 1970 năm 1217 và năm 1
của hai năm 2017 và 2018 ở một số địa phương theo tổng cục thống kê. Như vậy bảng 1.1 là lượng mưa trung bình hàng tháng. Như vậy là tháng 1 này, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Vũng Tàu. Tháng 2, tháng 3 tới tháng 12 đúng không? Giờ em hãy xem bảng 1.1 và trả lời các câu hỏi sau. Các con số trong bảng là thông tin hay dữ liệu? Giờ mình sẽ trả lời câu số 1 nhé. Trước hết là câu A. Như vậy là người ta hỏi là có con số trong bảng này là thông tin hay dữ liệu. Như vậy mình nhớ là các con số hình ảnh này kia, văn bản này kia thì chính là dữ liệu đúng không? Như vậy là các con số trong bảng chính là dữ liệu nhé. Giờ tiếp theo câu B. Phát biểu tháng 6 Đà Nẵng ít mưa nhất so với thành phố Hà Nội, Huế, Vũng Tàu là thông tin hay dữ liệu? Như vậy mình thấy là phát biểu này là chính là bằng là chính là thông tin đúng không? Như mình trả lời là phát biểu trên là thông tin nhé. Giờ tiếp theo là câu C, trả lời câu hỏi Huế ít mưa nhiều nhất vào tháng nào trong năm? Câu trả lời là thông tin hay dữ liệu? Như vậy là câu trả lời là Huế ít mưa nhất trong vào tháng nào trong năm? Thì câu trả lời đó thì cũng chính là thông tin đúng không? Như vậy trước hết mình trả lời câu hỏi này, giờ sau đó mình mới nói là câu trả lời đó là thông tin hay dữ liệu. Như vậy mình xem Huế ít mưa nhất vào tháng nào này. Như vậy là mình sẽ lấy tháng 1, tháng 2, tháng 3. Mình thấy tháng 3 là 34 đúng không nào? Như vậy mình thấy là 34 sẽ là nhỏ nhất rồi. Vì có nghĩa là tháng 3, Huế tháng 3 sẽ là mưa ít nhất nhé. Mình trả lời cho Huế ít mưa nhất vào tháng 3. Và câu trả lời này cũng là chính là thông tin nhé. Giờ tiếp theo câu đây. Câu trả lời cho câu C có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch hay không? Như vậy mình thấy là có ảnh hưởng đúng không? Nếu là tháng mưa là tháng 3 là ít mưa nhất nên người ta sẽ chọn tháng 3 đúng không? Như vậy là có ảnh hưởng nha. Giờ như vậy là mình xong phần luyện tập, mình sẽ qua tiếp phần vận dụng nhé. Giờ tiếp theo vận dụng câu số 1, hãy nêu ví dụ cho thấy thông tin giúp em. Câu A là có những lựa chọn trang phục phù hợp hơn. Như vậy là mình thấy là giúp em có những lựa chọn trang phục phù hợp thì chính là lời nói của bố mẹ, của thầy cô hoặc là tin tức trên báo đài.
Dạ, như vậy là giúp em có những lựa chọn trang phục phù hợp chính là lời nói của bố mẹ, thầy cô và tin tức cho ba trên báo đài. Còn câu B là đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông thì chính là đèn giao thông, các vạch chỉ đường. Còn câu 2 là hãy nêu ví dụ về vạch mang tính giúp ích cho việc học tập của em. Ví dụ về vạch mang tính như là sách giáo khoa, bảng và vở. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy hiện dạng gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì lên bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các nhé.